Trời ơi, vừa món quá, giới thiệu đi chứ. Giới thiệu đi chứ. Hello, xúc xích rồi không? Xúc xích là xúc xích Mỹ, không phải Mỹ, mà là xúc xích Việt Nam. Hôm nay là ngày chị Hoa mong bằng tất cả gia đình mình like để đến chị Hoa, tức là đi về với chồng. Tay boy giống nhau thì đó mà. Gọi là món gì vậy? Cái này là uống thịt nướng, này là gần cũng như món ơi, chúng ta chửi nhau. Nó không chịu nghe nãy giờ nó có ban ra ngoài đường xe không à? Nào. Để nó kỳ ra chưa? Chạy xuống dưới đường chưa? Xe to không á? Xe đẹp không? Có chở nó về. Cô ba mày cạo đi coi. Cạo thẻ nó cứng như quỷ. Cho mẹ cho anh nghe khỏe. Chuyến đi du lịch 2 ngày gia đình hả? Dạ. Ôi,
làm bên bên báo cũng bận luôn, ngày Tết tôi cũng đi hoài, tôi cũng ngày sáng giờ tôi đi họp luôn. Ngày họp vào ngày thứ bảy, họp gì đó, nói lung tung. Tới 12 giờ bây giờ. Vô đi, vô đi, vô đi. Phim à, đâu có coi được phim. Dòm thấy được rồi.